Ok, hello, xin chào tất cả bạn, lại là Dũng Bừa đây. Và trước mọi người đang thấy, đó chính là một cái sự kiện mới ha. Sự kiện này có tên là Wimble. Và sau khi mọi người truy cập vào cái tựa game này xong á, thì mọi người hãy để ý vào cái phần mô tả của tựa game này ha. Thì nó kêu mở khóa 5 cái món đồ UGC trong cái sự kiện này. Rồi và theo ngày tháng 5 đúng không ơi, thì ngày 10 tháng 7 nó cho chúng ta một cái món đồ nữa nè. Nó in lóc cho chúng ta một cái món đồ khác nữa ha. Và ngày 27 tháng 6 thì nó lại cho chúng ta mà tiếp tục cái món đồ gì nữa thì tôi không có để ý mọi người. Thì tôi không biết được ha. Tôi thì chỉ là người thường thôi, không có phải thần thánh gì đâu. Mà các bạn hỏi tùm lum tùm la hết thì tôi cũng không biết được trả lời sao. Rồi bây giờ thì mọi người hãy cùng tôi đi vào cái tựa game Wimble này và đi lấy những cái món đồ đó thế nào. Let's go. Tôi đã vào cái tựa game này rồi mọi người. Thì vừa vào nó sẽ cho chúng ta một cái thông báo như thế này ha. Và làm thử thách thì sẽ nhận được những cái món đồ đây. Thì ban đầu chúng ta chỉ có hai cái món đồ để nhận được thôi. Về sau thì tôi không biết ha. Rồi đầu tiên mọi người hãy bấm vào cái chỗ này nè, cái chỗ ba gạch, và bấm vào cái phần huy hiệu ha. Cái đầu tiên thì sau khi mà chúng ta nhặt đủ 7 cái bóng vàng á, thì chúng ta sẽ nhận được một cái nón avatar item nè mọi người. Đó thì mọi người để ý ha. Hiện tại chúng ta chỉ có hai cái nhận được thôi, cái nón với lại cái vợt ha, cái vợt đánh bóng tennis đó mọi người. Và ngày 10 tháng 7 thì chúng ta sẽ nhận được một cái món khác nữa ha. Rồi mọi người chỉ cần chờ đợi thôi. Giờ thì chúng ta bắt đầu đi lấy những cái món đồ này thôi ha mọi người. Thì giờ tôi sẽ đi nhặt 7 cái quả bóng trước đi để lấy cái nón ha. Rồi mọi người đi theo tôi. Đầu tiên thì một cái quả bóng nó sẽ nằm ở dưới đây nè. Và tiếp tục thôi. Rồi một cái, các bạn chỉ cần zoom ra xa và nhìn thôi là được rồi, chứ không cần nhiều đâu mọi người. Ok, giờ thì đi qua đây, bên đây nữa. Rồi ở ngoài kia có một cái nè, ở trong này có một cái nữa nè mọi người. Rồi giờ đi vào đây luôn ha. Tôi thì biết cái gì tôi làm cái đó thôi mọi người, chứ tôi không có phải là rành ha, không phải là dân chuyên nghiệp mọi người. Tôi chỉ chuyên về làm những cái tựa game vui nhộn, những cái tựa game trong Steam thôi. Còn các bạn kêu tôi những cái này thì tôi thua ha. Tháng 7 thì tạm dừng rồi, tạm biệt những cái này rồi. Nó quá là nhàm chán đi mọi người. Cái này dành cho mấy bạn trẻ chơi được, mấy bạn trẻ làm được, chứ tôi thì không có bám theo mấy cái này được ha. Này dành cho mấy bạn trẻ thôi. Thì ráng làm cho tới tháng 7 ha mọi người. Tháng 7 tôi đâu có làm cái này nữa đâu. Rồi, ở ngoài kia có một cái nữa nè. Đi qua đây lượm luôn. Rồi lượm xong rồi, bây giờ thì còn cái ở trong cái chỗ khán đài nữa mọi người, chỗ để chúng ta đánh tennis đó. Đang có mùa giải SEA Games gì đây, tennis ha, cái trò này đánh cũng vui nè. Rồi giờ thì đi thẳng vào đây, và ở trên này có một cái nữa nè. Lấy cái này xong là chúng ta sẽ nhận được cái nón đó mọi người, nó rất là dễ luôn. Rồi, tôi đã nhận được cái nón nè, bây giờ đợi nó hiện huy hiệu lên thôi. Và thế là chúng ta đã nhận được cái nón rồi. Bây giờ thì món tiếp theo là gì đây? Thì chỉ cần đạt được level 4 thì các bạn sẽ lấy được cái vợt ha. Thì làm sao để chúng ta lên level? Rất là đơn giản mọi người, đi đánh bóng thôi. Rồi, giờ tôi vô thử nha. Đánh đến khi nào đủ level 4 thì chúng ta sẽ nhận được cái món đồ đó. Và các bạn muốn cày level thêm cũng được. Ngày đến khi nào mà đủ level 15 rồi tới ngày 10 tháng 7 thì chúng ta sẽ kia thôi. Đó, tôi phát bóng. Rồi, cái này đánh cũng vui nè. Râu, à bạn đã nhường tôi. Và thế tôi được 15 điểm. Rồi, tôi thua luôn. Đậu xanh. Vô. Bỏ nhỏ chết tôi rồi. Đáng lẽ hôm nay thì tôi sẽ ra video về tựa game Rainbow mọi người, nhưng mà lại có sự kiện nên là tôi không có ra video đó ha. Tôi làm sự kiện luôn. Tại vì tôi lỡ hứa rồi, chưa tới tháng 7 thì chúng ta cũng phải tiếp tục làm sự kiện thôi. Không là tôi làm game Rainbow rồi. Tuy ít người coi nhưng mà nó ý nghĩa mọi người. Còn mấy cái này quá trời người coi, nhưng mà toàn là coi sự kiện ha. Có sự kiện thì mới coi, không có thì không ai coi hết. Đúng là nhàm chán thật. Rồi, tôi đã lên được level 2 rồi mọi người. Và bây giờ mọi người chỉ cần cày như thế thôi. Và chắc video của tôi đến đây là hết rồi ha. Tôi không còn gì để nói nữa đâu mọi người.
À mà thấy hay thì hãy để lại cho tôi một like và một subscribe. Ngoài ra hãy comment bên dưới video cho tôi biết là mọi người có thích tôi làm về những cái tựa game vui nhộn, những cái tựa game hài hước đúng không ha. Tôi là Dũng Bùi Bên, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Chúc các bạn có ngày tốt lành. Bye bye.